Hello, xin chào các tình yêu của Nguyệt nha. Chắc hẳn đó là phụ nữ thì ai cũng mong muốn mình sẽ sở hữu được làn da trắng rạng ngời, đặc biệt là không có những cái vết thâm, sạm nám, tàn nhang, phải không nè? Thì Nguyệt cũng như các bạn, đặc biệt mình lại làm trong môi trường nghệ thuật, đòi hỏi phải xuất hiện trước ống kính luôn luôn có được cái vẻ đẹp rạng ngời tươi trẻ. Thì đó, thì để có được làn da trắng mịn màng không tì vết như vậy thì Nguyệt sử dụng cho mình kem dưỡng trắng da Double Deep Whitening Dream Up. Đây ha mọi người ha, cái sản phẩm này được nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc và được phân phối độc quyền bởi công ty Thiên Anh. Thì em nó được chiết xuất hoàn toàn từ các dược liệu thiên nhiên á, như là tinh chất collagen nè, bột ngọc trai nè và mật ong nè. Đây là những dưỡng chất rất là tốt giúp mình có thể nuôi dưỡng da từ sâu bên trong. Mình sẽ cho mọi người xem được cái chất kem của em nó ha. Đây, chất kem của em nó cực kỳ là mềm mịn và đặc biệt là thẩm thấu rất là nhanh. Khi mà mình thoa lên da thì kem sẽ thẩm thấu và tan nhanh vào bên trong làn da của mình, đưa những cái dưỡng chất cần thiết vào sâu bên trong biểu bì, giúp mình có thể nuôi dưỡng làn da từ sâu bên trong. Mọi người có thể thấy ha, mình khi mà ra đường chỉ cần bôi một lớp mỏng Double thôi là mình có thể tự tin rạng ngời với làn da của mình. Việc sử dụng nó thay cho luôn cả cái lớp kem nền ha mọi người ha. Đó, mọi người thấy ha, Nguyệt chỉ sử dụng một chút xíu kem dưỡng Double lên làn da của mình thôi. Mọi người có thể thấy sự khác biệt hoàn toàn giữa hai bên mặt nè. Một bên thì có được làn da trắng mịn màng, căng bóng, rất là thích đúng không? Còn bên đây thì khi chưa sử dụng thì làn da của mình sẽ bị khô hơn, cái màu sắc cũng không có được đẹp như vậy ha mọi người ha. Vậy nên Nguyệt nghĩ rằng những bạn nữ nào á mà đang mong muốn sở hữu một làn da trắng mịn màng không tì vết và tìm kiếm cho mình một cái sản phẩm dưỡng da an toàn thì Double Deep Whitening Dream Up là một cái sản phẩm rất là đáng để chị em chúng mình đầu tư vào nè. Cảm ơn mọi người đã xem clip của Nguyệt, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chúc chị em chúng mình sẽ nhanh chóng sở hữu được một cái vẻ đẹp rạng ngời tươi trẻ với kem dưỡng trắng da Double.